Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng anh em trở lại với channel Trẻ Em Game. Hàng ngày khi up video lên YouTube, Ad luôn đọc tất cả các bình luận của anh em và nhận thấy rất nhiều ý kiến và bình luận muốn Ad làm về các vị tướng xạ thủ tại phiên bản đấu trường nhân bản. Đương nhiên, khi nói về các vị tướng xạ thủ thì ta luôn có hai mặt. Một là xạ thủ đi rừng và xạ thủ solo đường. Đi rừng thì Ad làm rồi nên không cần đả động thêm. Nhưng khi đi solo đường tại phiên bản mới, chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Vậy nên chơi và mua các vị tướng nào? Top 5, Theo Nát. Xạ thủ Theo Nát là vị tướng hiếm hoi, có mặt trong cái tên xạ thủ đình đám với vai trò solo đường. Các bạn có nhớ khi đội tuyển Overclocker cầm Theo Nát trong tay Chihiro, Slow Mid và bắn nát đội tuyển Swing Phantom hay không? Đánh bại Black One khi đối đầu với Rat. Chớ quên, danh hiệu vô địch solo quyền thái thuộc về Black One đó. Đùa vui thôi, các trận đấu đồng đội là vô cùng quan trọng và Theo Nát rất cần sự bảo kê từ đồng đội. Đặc biệt khi các trang bị trợ thủ như là lệnh bài thần phong lên ngôi, việc bảo kê Theo Nát tối ưu hơn rất nhiều nhờ tăng sức mạnh từ chiêu 1 khi chuyển hóa lượng sát thương là 50-50, khiến cho Theo Nát đáng sợ hơn với pha bắn chí mạng phép và vật lý. Đầu game sự khó chịu từ Theo Nát là chưa quá lớn, nhưng khi có cho bản thân các trang bị chân phái như là thương xuyên phá, kiếm Furnier hay là thánh kiếm thì mọi đối thủ đều phải khiếp vía. Đặc biệt là khi lăn của tuyết và phá trụ, Theo Nát luôn tỏ ra bản thân quá mạnh với pha bắn chí mạng cực kỳ thốn. Sau đây là trang bị và bảng ngọc tham khảo dành cho anh em cầm theo solo đường. Top 4, Elsu. Vừa được ra mắt lập tức được trọng dụng ở cả trong giải đấu chuyên nghiệp, đặc biệt là vòng chung kết bên Thái Lan vừa qua, trong tay tuyển thủ Mimak bắn nát đội hình đối thủ và khiến cho các đối thủ phải dành ra sự tôn trọng với một đợt cấm. Elsu mạnh nhất chính là khoản cấu rỉa với chiêu 2 bắn tỉa siêu khó chịu. Đó chính là sức mạnh và đặc điểm khiến mọi đối thủ cực kỳ khó ưa và muốn giải quyết Elsu đầu tiên. Chính nhờ khả năng kiểm soát tự ứng chạm nên Elsu rất được trọng dụng tại đường mid. Khi đi mid, anh em có thể không quá lo bị gank bởi các ứng chạm đặt hợp lý ở hai bên bụi cỏ. Và hơn cả đó chính là lối trang bị thiên hướng cấu rỉa, one shot, one kill. Nên Elsu có sự khác biệt so với đi solo đường nhé. Đi mid chúng ta không cần phải quá ưu tiên trang bị có tốc độ đánh, nhưng khi đi đường, điều đó lại hoàn toàn khác và quan trọng hơn. Nếu so với Theo Nát thì Elsu là lối cấu rỉa trước giao tranh rồi mới tham gia giao tranh cùng đồng đội, không cần vội vàng. Nhờ chiêu cuối cơ động, chúng ta có thể sử dụng đây như là chiêu thức can quét lính, tiếp cận hoặc là né tránh các pha gank bất ngờ. Đương nhiên điều đáng sợ nhất từ Elsu chính là nội tại tàng hình khi gần công trình và vách tường, khiến đối thủ rất khó xác định hắn ta ở đâu. Đến khi ăn đạn của Elsu thì cực kỳ thốn bởi nội tại ứng chạm tăng xuyên giáp tối đa là 60%, tăng theo độ. Tận dụng ngay Elsu, ưu tiên đi đường mid. Còn nếu không được thì chúng ta đi solo đường tối ưu. Sau đây là hai lối trang bị, một là đi mid thiên hướng cấu rỉa, hai là solo đường cánh có tốc độ đánh, cho anh em tùy chọn và lựa chọn nhé. Top 3, Zhon. Quá quen thuộc, nhưng Zhon tại phiên bản mới này đầu game còn mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi sau khi hiệu chỉnh sức mạnh, Zhon được tăng đột biến sát thương từ đầu game ở nội tại và các chiêu thức liên quan. Được biết tới đây là vị tướng gây lượng sát thương trung bình lớn nhất, không có hiểu vì sao Zhon giao tranh rất mạnh và nguy hiểm, trừ khi vị tướng này cạn năng lượng. Bởi combo của Zhon khá đơn giản thôi. Cố gắng tích 4 điểm từ đòn đánh thường, kích hoạt nội tại và sau đó là xả toàn bộ chiêu thức để kích hoạt liên tục 3 nội tại còn lại. Với lượng sát thương đó, nếu mà lên trụ thì trụ còn khó thủ, chứ nói gì đến lên tướng đối thủ. Khi chơi Zhon, nếu bạn có vị tướng trợ thủ như là Annette hay là Mina thì tuyệt vời không gì bằng, lên ngay lệnh bài thần phong và bảo kê tận răng cho Zhon. Vị tướng này rất mạnh ở trong tranh và ép trụ, đặc biệt là cần rất nhiều năng lượng về cuối game, nên nếu có thể thì tốt nhất là nhường hết bùa xanh và bùa đỏ cho vị tướng xạ thủ này. Đảm bảo chỉ cần Zhon được bắn có thể gánh đội vô cùng tốt. Top 2, Lindis. Khi nói về cô nàng thần rừng này, chúng ta ít khi nhớ tới một Lindis không cầm chứng chỉ. Nhưng ở phiên bản này, điều này xảy ra thường xuyên, không chỉ ở rank mà cả giải đấu chuyên nghiệp. Khi mà trang bị kiếm chi hồn được sửa đổi khiến các vị tướng như Lindis Slim trung thành với cung đi rừng, thì việc các vị tướng sát thủ như là Grinnak, Nakrod và nhiều cái tên khác nổi lên làm Lindis hoàn toàn có thể từ bỏ công việc đi rừng, thay vào đó là solo đường trở thành một vị tướng xạ thủ chủ lực giai đoạn late game. Với bộ chiêu thức kiểm soát tốt, cấu rỉa mạnh nhờ các bụi cỏ, chỉ cần tận dụng hai điểm này, bạn có thể hoàn toàn đè đường hoặc là thủ trụ tối ưu, tránh các trường hợp bị gank bị động.
lâu lâu chạy ra từ bụi cỏ, bắn một đòn đánh thường và bồi thêm chiếc cuối, đủ khiến đối thủ phải e dè khi đối đầu. Khi có Lindis đi sâu đường rồi, thì chúng ta nên tận dụng các vị tướng sát thủ đi rừng nhé. Còn nếu không, một trợ thủ thực sự khó mà phân thân để bảo kê được cả hai người đi rừng đâu. Đó là lời khuyên, chuyện nói thật ở Đanh Việt, hai xạ thủ là quá bình thường. Top 1. Van Halen. Dù bị giảm sức mạnh nhiều tại phiên bản mới, nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời. Bị giảm mới ít bị cấm và gần như lười cấm. Đó mới là điều kiện mà các kiện tướng muốn. Mỗi vị tướng ai ai đều có, không bị cấm như ở phiên bản trước thì tuyệt còn gì bằng. Đơn giản chỉ là pick và chơi thôi. Nhưng khi độ hot của Van Halen được giảm bớt, đây là cơ hội, vừa lại là thách thức. Bởi có quá nhiều vị tướng nổi lên cạnh tranh rất nhiều, chưa kể tới cái tên vừa mới ra mắt như là Elsu chẳng hạn. Nếu gặp một Elsu tay to với pha chiêu hay biến chính kích chính xác thì khó cho một vị tướng xạ thủ sâu đường nào trụ nổi nếu không được đồng đội trợ giúp. Đây là thời cơ cho các bạn thể hiện khả năng hidden run thần thánh của mình. Khi các vị tướng sát thủ lên ngôi như là Grinnak thì lối trang bị nửa thủ nửa công luôn tối ưu nhất cho Van, tránh tình trạng bị sốc cả thương. Còn nếu gặp các kèo thơm hơn thì nên thiên về các trang bị phép thuật, chắc chắn đó là các trang bị mạnh nhất cho Van Halen rồi. Trên đây là top 5 vị tướng xạ thủ mạnh và tối ưu chúng ta nên sử dụng để đeo rank tại phiên bản đấu trường nhân bản này nhé. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video. Hi, xin chào các bạn. Mình nhận được rất nhiều bình luận của anh em muốn ad làm về các shop arc nào mà uy tín để cho anh em có thể yên tâm mua và lựa chọn. Tại sao? Chúng ta không bao giờ là lên một cái shop arc mà chúng ta lại mua luôn. Chúng ta phải lên để mà so giá xem là shop nào ngon hơn shop nào, đúng không nào? Và hôm nay thì mình test tìm được cho anh em ở trong một cái shop arc mang tên arcvip.vn. Đây là một cái shop arc mới mở thôi, thành viên thì cũng khá khá rồi. Chỉ vậy, giá cả chắc chắn là phải chăng. Anh em đều biết rằng shop arc nào đều vừa mới mở cửa thì giá cả đều rất là ok mà, đúng không nào? Và bây giờ tôi sẽ test nạp cho anh một cái cạc vào đây để mà xem và test cho anh em cái độ tin cậy. Ok, đầu tiên là tôi sẽ nạp nhập series và mã thẻ vào, lựa chọn là trang Viettel, lựa chọn đúng mệnh giá nha anh em ơi, đừng chơi khống đó, không tránh được đâu. Và sau khi nạp xong, chúng ta cần chờ đợi 5 đến 10 phút nếu mà nhanh nhất. Còn nếu mà lâu hơn, anh em có thể liên hệ ở phần fanpage của shop hàng này. Lưu ý, đây không phải là shop hàng của mình và mình không thu mua nick của bất kỳ ai. Chỉ vậy đừng PM hỏi là anh ơi có mua nick hay không nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và ở đây chúng ta có cả liên minh, liên quân, FIFA và CF rất nhiều. Và ở đây có cả danh sách các bạn từng mua ở trên shop hàng này rồi. Ngoài ra còn được các kênh YouTuber khác để mà giới thiệu. Ok, chúng ta sau khi một quãng thời gian đợi để mà người ta gạch thẻ cho thì chúng ta đăng nhập vào xem nào. Các bạn có thể lựa chọn các mức giá để mà tìm các arc cho bản thân mình nhé. Đây, chúng ta vừa nạp vào đó chính là 200.000. Thực ra thì tôi nạp 50.000 và sau đó tôi lại nạp thêm vài cái cạc khác. Và đây chính là cái arc mà mình sẽ test và mua thử cho anh em. Bạn nào may mắn sẽ nhận được cái arc này nhé. Thực ra gọi là may mắn thì không phải, gọi là ai nhanh tay thì mua thôi. Vậy là chúng ta mua xong rồi. Đây, đây chính là tên đăng nhập vào tài khoản của bạn. Các bạn sau khi có tên đăng nhập vào tài khoản, nhớ vào tài khoản.garena để mà thay đổi mật khẩu nhé. Đó chính là sơ qua về cái shop arc arcvip.vn dành cho anh em. Hy vọng rằng anh em sẽ tìm được cái arc nào đấy ưng ý cho anh em nhé. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể liên hệ fanpage của cái shop arc này. Mình xin đính chính lại thêm lần, đó chính là mình không có bất kỳ cái shop arc nào và mình không thu mua arc nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm được cái arc nào đấy tốt tốt ở trên cái fanpage này nhé. Tẻ thì ta mua thôi, đúng không nào? Tất cả đều nên tham khảo trước khi mua. Thực ra thì Ed đã mua rất là nhiều ở trên các shop hàng khác nhau rồi. Lựa chọn là các bạn có thể tìm được một cái app ngon cho mình. Biết đâu được, đúng không nào? Chúc các bạn may mắn. Để ủng hộ Ed, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và
chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.